Chào mọi người đang theo dõi livestream của Chính Trương. Hôm nay Chính Trương đi cùng bạn Vũ Hạnh, đi cùng anh Hiển Hà Nam lên thăm vườn lan tuyệt pháp của anh Nguyễn Huy Tuyến và em Đức Đại Pháp, hai anh em trai ruột đã làm một vườn lan ở trên Lương Sơn Hòa Bình. Cảm ơn mọi người đang theo dõi livestream của Chính Trương và cảm ơn chào anh Vương Quang, chào Bùi Đức Khoa, chào Tùng Nguyễn, chào Phong Lan Tuấn Phúc. Cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Chính Trương. Nhận được lời mời từ khá lâu, hôm nay Chính Trương lần thứ hai trở lại vườn lan tuyệt pháp. Mà lần trước thì vào năm 2021 là vườn lan tuyệt pháp khai trương cơ sở 2 tại đây và là một nơi là có thể nói là phong thủy hữu tình và khí hậu rất là mát mẻ. Quê hương Hòa Bình thì mọi người biết rồi, đó là cái nôi của hoa lan Việt Nam, nơi sản sinh ra rất nhiều các bông hoa lan đẹp, cũng là như là người chơi lan của ở trên mảnh đất Hòa Bình có thể nói rằng luôn say mê và làm một cái nghề từ rất lâu rồi. Và như Chính Trương nói trong những livestream gần đây nhất, đó là người Hòa Bình thì yêu hoa lan và luôn luôn là có những cái sản phẩm, những cái bông hoa lan đẹp, và không những vì là phi đẹp va mà trước đây là kể cả những bông tím, kể cả những quế đan hương tam bảo sắc. Và vì cái lý do là thổ nhưỡng khí hậu phát triển mát mẻ thì vườn lan tuyệt pháp từ ở Hà Đông và đã di chuyển lên cái khu vực ở Lương Sơn Hòa Bình. Em chào anh Thím Dương, chào Bùi Đức Kha, chào Đỗ Tân, chào Ma Thứ, chào tất cả mọi người. Thị trường chắc chắn là đang rất là nóng rồi mọi người ạ. Và các cái giao dịch khắp mọi nơi. Và ngay cả tối hôm qua thì Thị trường thấy được rất nhiều các anh em đi khắp mọi nơi, ở đặc biệt ở phía Bắc để giao lưu, để giao dịch. Và trong cái livestream, những livestream gần đây của Chính Trương thì mọi người đang xuất hiện dần dần và tất cả những anh em chơi lan dần đã xuất hiện hết trở lại. Và cũng mong tất cả mọi người hãy cùng Chính Trương, cùng rất nhiều những anh chị em đang quyết tâm gây dựng lại thị trường bằng niềm tin, bằng những cái hành động và bằng những năng lượng tích cực. Chào Hải Đăng, em chào chị Thanh Tâm, cảm ơn mọi người, cảm ơn chị. Em chắc cuối tuần này lại vào Sài Gòn tiếp chị ạ, và mong được gặp chị. Chào Ken Đà Lạt, anh hôm nay đã lên thăm anh Tuyến và em Pháp. Chào Hải Đăng, chào tất cả mọi người ạ. Và cũng mong muốn là mọi người luôn theo sát Chính Trương trên cái con đường để đi tiếp lửa đam mê với tất cả các anh chị em, đặc biệt những anh chị em đi trước, những người mà đã thành công, những người mà có lượng theo dõi. Và chính những anh chị em đó là những trụ cột để góp phần đưa hoa lan trở lại. Và vườn lan Tuyến Pháp mặc dù là thực sự là cũng không quá lâu, nhưng sự ảnh hưởng cũng như là sự xuất hiện rất mạnh mẽ từ những năm 19, 20 và 21 thì cũng vậy. Rất nhiều những hoạt động, đặc biệt là những hoạt động thiện nguyện do em Đức Đại Pháp là thường luôn nêu cao cái tinh thần, cái ngọn cờ đó. Và thậm chí là việc đi bắt đáy, việc đi kết nối giao lưu khắp mọi nơi. Và với cái tình cảm và sự trân quý nhau, nể trọng nhau, cũng như là anh em chúng tôi là hướng cái hướng chung, đó là làm thị trường để cùng vực dậy niềm tin cho thị trường, thì đã gặp nhau tại nơi đây. Và cũng hôm nay thì cũng thiếu rất là nhiều các anh chị em khác do sức khỏe, nên là sự hội ngộ ngày hôm nay thì cũng không quá nhiều. Nhưng Chính Trương cũng nghĩ rằng là cũng là một cái có thể là mở ra rất là nhiều điều. Và để sau đấy chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp lửa đam mê và có thể là góp một phần nào đó sức lực, tâm trí để cùng anh chị em hoa lan cả nước. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh, chào anh Vân Lan Hải Sơn, chào Vân Lan Nguyễn Bảo Nam ạ, chào Teddy Nguyễn, chào Vân Lan Toàn Thủy. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn 168 người đang theo dõi livestream Chính Trương. Giờ này thì nó cũng là hơi nhỡ giờ và cũng được mọi người vào xem, thì cũng mong muốn mọi người chia sẻ hơn nữa livestream của Chính Trương để có thể đến với nhiều anh chị em như hoa lan Việt Nam để
cho thấy rằng là anh em chúng tôi vẫn liên tục những bước chân để đi tiếp lửa đam mê, thậm chí là để gắn kết tất cả anh chị em yêu Hoa Lan cùng chúng tay. Em chào anh Việt, cảm ơn mọi người ạ. Và anh Trương xin phép được giới thiệu, đây là vườn năm cành trắng Phú Thọ. Mọi người ạ, vườn lan Tuyến Pháp có thể nói quy mô rất là lớn, và tất cả các cái mặt hoa từ quốc dân trở đi và từ Phú Thọ trở đi, mọi người nhìn xem những cây Phú Thọ rất là khỏe mập đẹp, mà có thể nói rằng là ở thiên nhiên khí hậu ở đây và các anh chị ở đây cũng chăm lan cũng phải nói rằng rất là tuyệt vời mọi người ạ, cũng không kém nhiều so với những cái cây lan to đẹp ở vườn lan của anh Nguyễn Thành Tùng ở trong miền Nam. Cảm ơn mọi người ạ. Chào Nguyễn Văn Động, chào anh trai Đinh Văn Nhâm, cảm ơn anh Luyện Hồng Khánh, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn Thanh Ho. Mọi người nhìn xem đây là những tác phẩm năm mươi trắng Phú Thọ, và tí nữa chúng ta sẽ hỏi xem chủ nhân của vườn lan thì cái sự định hướng của các anh đặc biệt với các cây quốc dân là như thế nào. Mọi người xem cây rất đẹp, mà tại sao mà lại để nuôi trồng cây nó mập đẹp như này, và đây đang thắt ngọn rồi mọi người ạ. Thì có phải cái hướng của các anh là cũng đang là để làm hoa trong dịp Tết này không ạ? Chào Phong Lan Vượng Nguyễn, đây mọi người nhìn xem những tác phẩm có thể nói là quá đẹp luôn ạ. Đây, to như cây mía mọi người ạ, thực sự là khủng khiếp. Chị Trương đặt cái tay đây xem nào mọi người ạ. Ơi, mắt hoa đây chắc cũng đang sưng lên đây mọi người ạ. Cảm ơn Luyến Văn OK ạ. Cảm ơn anh Hoàng Tuấn, chào anh. Cảm ơn hơn 200 người đang theo dõi livestream của chị Trương. Và ngoài Phú Thọ ra thì khu vực này là HO rất là nhiều đây mọi người ạ. Có thể nói là vườn lan Tuyến Pháp thì sự đầu tư đây HO đấy ạ. Rất là bài bản. Tất cả các mã mặt hàng từ quốc dân trở lên. Và đây là một vườn ở tuyến quốc dân, còn vườn lan Tuyến Pháp có một vườn nữa ở khu vực phía đối diện ở đây, đó là vườn những cái cây mà từ tầm trung trở lên mọi người ạ. Ở đây Phú Thọ đấy ạ. Đấy, rất đẹp, và ngay cả cây từ cái giá thể cái rất là sạch sẽ và sạc cho mọi người xem, rất là quy củ phải không ạ? Đúng ạ, vườn lan rất là to đẹp anh Nhâm ạ. Đây là Yên Thủy mọi người ạ. HO hay là như Chính Trương đã nói chuyện với mọi người trong livestream trước đây, là Chính Trương rất muốn mọi người gọi nó bằng cây tên nó là năm cây trắng hòa bình, một thông điệp cho cả thế giới và cho cả Việt Nam, đặc biệt cho hoa lan Việt Nam chúng ta. Hãy bỏ qua tất cả những sân si và mỗi người nhìn về phía đối phương, phía người bên cạnh khi xảy ra sự việc gì đó, để chúng ta có thể cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau giải quyết, và chẳng có điều gì khó cả, bởi trước đây chúng ta đã là những người anh, là những người anh em, là những người bạn với nhau. Và cái điều mà Chính Trương cũng như là vườn lan Tuyến Pháp là đều mong muốn là có sự chung tay vì cộng đồng, mà đặc biệt là bỏ qua tất cả những cái sân si, và các anh chị em là ngồi lại với nhau để có thể cảm thông với nhau, và để giữ gìn cái môi trường, cái thị trường hoa lan trong sáng, nhân văn, nhân nghĩa. Và Chính Trương cũng nghĩ rằng là trong thời gian tới là vườn lan Tuyến Pháp luôn luôn là sẽ là những ngọn lửa rất là mạnh mẽ, như tinh thần của em Pháp là như một người chiến binh, không bao giờ biết ngừng nghỉ, không bao giờ biết mệt mỏi trước những khó khăn, những lúc mà có thể nói rằng là năng lượng là luôn luôn tỏa sáng. Và điều đấy là điều Chính Trương luôn luôn là thấy rằng là rất trân trọng. Có thể nói là một người em mặc dù là cũng kém Chính Trương ít tuổi, nhưng cái nhiệt huyết, cái năng lượng mà của em ấy tỏa ra thì có mình là một cái điều mà thực sự là rất là tuyệt vời. Mà anh em trong hoa lan chúng ta có những con người như vậy thì sẽ luôn luôn khi mà kết nối với nhau thì chắc chắn nó sẽ thành công. Đây là anh Hiển Hà Nam. Chào mọi người nhá. Chào tất cả anh em cả nước. Anh Hiển Hà Nam chào mọi người, và cũng
từ Hà Nam xa xôi đến đây thì cũng mong anh phát biểu một vài cái điều tâm sự với anh em Hoa Lan cả nước. Và hiện tại anh thấy là thị trường bây giờ mới ngày hôm nay đã khác hẳn cái một tháng trước, hai tháng trước chưa ạ? Hôm nay mình đi 100 cây số cùng với anh em Chính Trương với cả em Vũ Hạnh lên tham quan cái vườn lan. Đây là một cái cơ ngơi, phải nói là một cơ ngơi. Vâng. Vườn lan rất quy mô của anh em nhà Tuyến Pháp ở trên Lương Sơn. Vâng. Mình thấy anh em chăm sóc rất chi là quy củ và chu đáo và rất đẹp. Vâng ạ. Và cũng là một người rất có tâm huyết trong ngành lan. Vâng. Không, gần như là không bán mấy. Đúng rồi ạ. Toàn để nở hoa, để Tết này chơi này rồi nở hoa cho anh em cùng ngắm. Nên là anh em chúng ta cũng như mấy ngày hôm nay ấy, mình thì cũng có đăng bán chia sẻ cho anh em chơi sưu tầm. Vâng. Cũng rất nhiều những người tâm huyết và chơi chứ người ta cũng không nặng nề về cái vấn đề về kinh doanh lắm. Tức là người chơi lúc nào người cũng xuất hiện rất nhiều luôn, kể cả những lúc mình đăng lên đấu giá hoặc mình đăng bán để chia sẻ anh em chơi rất nhiều, gần như là không bị ế. Đang cái nào mất cái đấy. Chúc mừng anh. Thực ra là anh là người mà có cái uy tín rất lớn, có lượng tương tác lớn, và hai nữa là cũng thường xuyên đi giao lưu kết nối đam mê. Và em biết rằng là cái việc mà đăng bán một số kỳ kể cả quốc dân, trọng tâm là quốc dân trở xuống là để chỉ để chia sẻ thôi. Nhịp và tạo cái cho người chơi mới, tạo cái giao dịch để cho mọi người nhìn thấy rằng là hoa lan vẫn có giá trị. Và em cứ nghĩ là cũng nên, bởi vì sao, nhiều anh em mà kể cả nhà vườn tầm trung tầm lớn rất là ngại khi mà đăng bán, à không, khi mà bắt tay giao dịch hoặc khi giao dịch, bởi vì mà càng như thế thì càng chầm đi, đúng không ạ? Mình cảm thấy là những cái việc đấy nó rất chi là bình thường. Vâng. Mình kể cả là mình anh em đến giao lưu chia sẻ với nhau những cái kỳ lan 500.000 hoặc là 1 triệu cũng thực sự cũng là rất quý. Em biết là điều đấy. Và thực ra là ngoài cái việc anh làm ra thì bây giờ anh em mà như Vũ Hạnh, như rất nhiều anh em khác thì đang đi thì mua số lượng cực kỳ lớn các cái cây từ quốc dân trở lên. Và em nghĩ rằng đấy là những cái hiệu ứng rất tốt, bởi vì qua các cái hoạt động vừa rồi thì kể cả trong Nam ngoài Bắc thì em nghĩ đặc biệt tới đây trong Nam cũng sẽ là những làn sóng rất mạnh mẽ. Và em cũng mong muốn là có những cái như trong live stream vừa rồi em vừa nói là những người đi trước, những anh chị em có tuổi tác, có thâm niên và có cái tầm ảnh hưởng thì làm sao giữ những hòa khí và làm sao cho hoa lan nhân văn nhất. Thì em cũng mong muốn đấy là như là một lời kêu gọi của rất rất nhiều những anh em yêu hoa lan cả nước và ở những tuyến thấp, và họ cũng không muốn có một cái điều gì đó là cảm thấy là buồn phiền. Và nếu hoa lan chúng ta không giải quyết được những câu chuyện đó thì niềm tin bị xáo trộn. Và khi cái câu chuyện giữa người bán hàng và khách hàng không được giải quyết triệt để, không có cái sự ngồi lại với nhau, thì em nghĩ rằng là nó là một cái điều không hay cho cái ngành nghề mình. Mặc dù là như anh em chúng ta nói là hoa lan là một cái điều mà cao quý, và có thể nói rằng là hoa lan là vương giả chi lan, đúng không anh? Đúng rồi. Thì em nghĩ rằng là đặc biệt là các anh chị là những người lớn, thì em mong muốn là với vai trò của một ủy viên của câu lạc bộ hoa lan Ất Mão 1975, thì cũng mong anh cũng như là tất cả các anh em hoa nước là đi đầu trong những công việc đấy, và để kết nối tất cả các anh chị em như hoa lan, không những ở trong hội và anh em ở bên ngoài, thì ở những thậm chí là những tuyến thấp hơn, và thậm chí là những người có vị thế lớn hơn, để cùng anh em bọn em. Bởi vì thực ra trong những ngày tháng vừa rồi anh cũng biết là các anh em mình là rất vất vả trong cái việc này để gây dựng lại niềm tin của hoa lan, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, anh cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người. Chào anh em yêu lan toàn quốc. Chào anh Thái Huy, chào anh Quang Anh. Đây chúng ta xin phép được gặp chủ nhân chính rất trẻ tuổi và nhiệt huyết, anh Nguyễn Huy Tuyến và em Đức Đại Pháp, một người em chào Chính Trương nói rằng là em chào tất cả các anh em bạn bè của Chính Trương ạ. Đây là anh em bạn bè của tất cả chúng ta em ạ. Và anh đã đăng tên em, anh Tuyến, và cũng mong muốn là em những cái chặng đường, đặc biệt là từ năm 19-20 là vườn lan Tuyến Pháp phát triển có thể nói là thời gian không quá dài, như 2-3 năm, nhưng mà đã có một cái sức ảnh hưởng khá lớn, và là gần như là di chuyển từ ở vị trí là ngày trước anh biết là ở cùng vườn lan của anh Tấn Phong. Vâng, đã lên tháng 7-2020. Đúng rồi. Chào Nam Nguyễn đã di chuyển lên mảnh đất gọi là thánh địa của hoa lan ở trên Hòa Bình này. Và quy mô từ quốc dân mọi người nhìn xem rồi.
đến các cây tuyến cao thì nó chỉnh trương sẽ xin phép live stream để sang cái vườn bên bên cạnh. Và đến ngày hôm nay thì với cái niềm tin của Hoa Lan thì em phát biểu với anh xem cho mọi người biết rằng là với em thì em cảm thấy như nào và có cảm thấy vững vàng trước và phía trước là chúng ta sẽ thành công không? Vâng, em cảm ơn anh. Đầu tiên thì em cảm ơn anh Chính Trương, cảm ơn anh Hiển, anh Vũ Hạnh. Đặc biệt anh Chính Trương, một con người rất tâm huyết. Trong bất kỳ giai đoạn khó khăn nào của thị trường thì anh Chính Trương đều xuất hiện. Mặc dù nhiều thời điểm là cũng có nhiều vấn đề, nhiều luồng ý kiến khác nhau. Như bằng cá nhân em thì em tin rằng anh Chính Trương từng là một người lính Cụ Hồ, con người rất tâm huyết, sẽ có đồng hành cùng ngành than chúng ta. Thì hiện tại ngành than chúng ta đang ở trong giai đoạn thực sự là nó như là khó khăn nhất rồi. Nhưng đối với cá nhân em, vừa đang truyền pháp thì cá nhân em cũng như vừa đang truyền pháp thì luôn có một niềm tin. Thực ra là không phải là do mình đầu tư, mình chơi mà mình niềm tin mù quáng để mà như kiểu như là cho những người mới họ nhìn vào là à, nó chót đầu tư nó niềm tin. Như đây là niềm tin, cái sự là trí tuệ của mình, hay quá. Niềm tin là lao động của mình. Đúng rồi. Vì bọn em cũng làm việc rất nhiều ngành nghề rồi. Như khi sang được với cây Nanva thì thực ra là nó thay đổi rất nhiều con người mình, từ tâm tính con người, mối quan hệ, rất nhiều cái. Mặc dù biết rằng là sao, thị trường nào cũng có thị phi, bất kỳ thị trường nào có thị phi cũng có người được người thua. Nhưng vấn đề là đang làm kinh doanh thì phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Ai nhanh hơn, ai nhạy bén hơn, ai gan nề hơn, nhiều bốn hơn, họ sẽ đi trước mình, họ sẽ thành công thôi. Nhưng quan trọng là ai là người chủ lại cuối cùng. Đấy mới điều quan trọng. Quá còn chuẩn. Thời điểm này thực ra là em thấy là thực sự là khó khăn. Vì sao? Vì hiện tại rất nhiều nhà vườn to, người thành công ở ba miền Bắc Trung Nam thì cũng nhiều người họ cũng thờ ơ với cây nan rồi. Họ cũng thờ ơ với những anh em làm thị trường. Thì đó là một cái lý do làm cho thị trường chúng ta là khó khăn. Nhưng em tin rằng là sao, những con người còn lại, những con người tâm huyết như anh Chính Trương hay những nhà vườn như anh em mình, anh em thì em cũng tin rằng em là cũng là một trong người chắc chắn rồi. Em cũng tin rằng là mình là một chiến binh đấy. Đúng rồi, mình cũng anh rất là nhiệt huyết đấy. Đúng rồi. Thì bất kỳ giai đoạn nào đấy em cũng rất là xông pha. Mọi người chia sẻ giúp chị. Hiện tại thời điểm này là hai anh em cũng âm rất là nhiều tiền. Nhiều người tưởng là mình được nhiều nhưng thực ra em âm rất là nhiều tiền. Anh hiểu. Tí nữa mọi người sang vườn cây VIP bên kia em, mọi người sẽ hiểu, nhìn cây số lượng cây mọi người sẽ hiểu tại sao em nói thế. Đúng. Vì những cây mẹ của em bây giờ, những cây Ngọc Xuân Cước, Bảo Duy, Bạch Tuyết, những cây 3-4 mét của em rất là nhiều. Bọn em không bán. Khi thị trường xuống em không bán. Từ thời điểm là Bạch Tuyết 12 triệu, xong rồi 8 triệu, 7 triệu em tuyên bố là dưới 10 triệu em không bán. Từ đợt đến em không bán cái bạch tí năm bạch chuyện cả. Tự nhiên giống lên. Đúng rồi. Còn hiện tại bây giờ em cũng mong rằng anh em nhà vườn, những người còn đã kinh tế, người đi trước thành công. Đúng và rồi. Còn kinh tế và còn niềm tin thì chúng ta hãy bỏ đi cái tôi. Quá hay. Nhìn quá vào đúng. khách hàng của chúng ta. Đúng rồi. Chúng ta có thể là bây giờ ví dụ như là mình đầu tư một ngành nghề khác, mình có thể bỏ ra rất nhiều tiền, vài ba tỷ, vài ba năm đầu tư. Nhưng tại sao cái ngành nghề chúng ta là có nó hiện hình thành rồi. Đúng rồi. Không? Mình có vườn, có cây, có uy tín rồi. Tại sao mình không cố thêm một chút thời gian, bỏ thêm một tí vốn, bỏ thêm một tiền, chúng ta đầu tư để mà chúng ta vực dậy lại. Quá đúng em ạ. Còn bây giờ là theo em là cái này là thị trường này không phải của riêng ai. Vì thị trường Nanva chúng ta là một trong những thị trường gọi là rộng nhất của Việt Nam mình. Đúng bất rồi. Kỳ ngành nghề là không nhiều, không thể là ngành nghề nào mà số lượng người chơi làm kinh tế nhiều như ngành Nanva chúng ta. Đúng bây giờ làm sao chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề, chúng ta cùng nhau. Ví dụ mà mọi người bảo là mọi người thường hay thắc mắc là bây giờ cuối cùng là cây nan đi về đâu, thì em hỏi em mọi người cũng rất nhiều như cây cảnh đấy thôi, cá koi thôi, chó cảnh, rất nhiều cái nó rất giá trị rất là cao, thực ra cũng đâu ăn được đâu. Đúng. cũng là cái giá trị tinh thần thôi. Đúng không? Thì đây là cũng là giá trị tinh thần, mà cái này là khác là nhân giống rất là nhanh, mọi người có mua nhân giống làm kiếm tiền rất là tốt. Còn ví dụ như là hàng năm Việt Nam chúng ta mọi người phải nhập hoa từ Thái, từ Đài, rất nhiều tiền, hàng bao nhiêu nghìn tỷ để mà chơi hoa tiết, vài ngày nó vứt đi. Thì tại sao mọi người chúng ta không tận dụng những cây lan va chúng ta, những cây chỉ có Việt Nam đã có, để mà sao chúng ta làm kinh tế, chơi đẹp, bảo tồn hoa lan. Và em mong rằng là sao những người tâm huyết như anh Chính Trương có nhiều hơn. Mỗi miền chúng ta có 5-7 người như thế thì em tin rằng thị trường chúng ta sẽ vực dậy. Em không mong cái giá cao chót vót trên trời, nhưng em mong rằng nó sẽ là một ngành nghề nông nghiệp thuần túy, ổn định để cho những người nông dân, những người đam mê, họ có một niềm tin nuôi trồng và chơi. Em cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn tuyệt vời. Cảm ơn em trai. Dạ, thực sự là những gì em nói có thể nói là anh quá xúc động. Dạ. Bởi vì nó giống như kiểu cái tâm can của mình được nói ra, và em là một người mà
trước nay anh bảo rồi, thực sự là tinh thần như một người chiến binh và cũng luôn luôn ngưỡng mộ em với vượt qua rất là nhiều cái khó khăn, kể cả là có lúc mà đầu tư rất lớn mà đến bây giờ vẫn có thể nói âm rất là nhiều như em nói, và tinh thần em và anh Tuyến có thể nói luôn luôn lúc nào cũng như một ngọn lửa rất lớn. Và anh cũng rất mong muốn là những cái thông điệp của em truyền đến không những chỉ những anh em nhà vườn nhỏ và có cả những anh chị em đã thành công, đã đi trước và đã có kinh tế như em Pháp nói, đó là chúng ta đã có hoàn toàn cơ sở hạ tầng, gồm có thứ nhất là nhà vườn là một cơ sở sản xuất những cây lan quý, đó chính là những cái sản phẩm mà được xây dựng bằng cả một dòng tiền rất lớn và bây giờ nó vẫn còn, vẫn đang chạy rất tốt. Thứ hai nữa là một cái thị trường rộng lớn khi có đầy đủ các tuyến từ thấp lên cao theo một hình chuỗi, và bây giờ chúng ta chỉ có thứ nhất là niềm tin đang trở lại rồi, và bây giờ chúng ta mỗi người góp một công một sức để cùng kích hoạt như em nói, đó là bây ngày trước có thể bỏ ra rất nhiều nhưng bây giờ chỉ cần một chút là nó sẽ kích hoạt, nó sẽ đi lên, và chắc chắn là những cái nhà đầu tư tới đây sẽ quay trở lại. Và anh tin chắc là dư cái câu chuyện là giữa năm 20 khi lúc bấy giờ khi mà truyền thông đang giữa năm 20 đang phát triển rất tốt, khi mà truyền thông nói rằng Hoa Lan là thế nào kia, và sau từ năm 20 qua vượt qua giai đoạn đó chúng ta giải quyết được vấn đề truyền thông, đến cuối năm 20 thì chỉ có nửa năm, không đầy nửa năm, thị trường Hoa Lan lại trở lại rực rỡ một cách kinh khủng, đúng không em? Và tất cả những cái sóng gió thì anh nghĩ là đang sắp hết rồi, và có một chút thôi, không có nhiều, và rất cần những người có ảnh hưởng, có uy tín, có tiếng nói như em và như các anh em khác, kể cả anh Hiển như ngày hôm nay anh em mình, và cái ý nghĩa hôm nay anh em mình gặp nhau, anh cũng biết là trong đó cái tâm cái tình của em cũng như anh Tuyến là để chúng ta kết nối, để chúng ta giải quyết tất cả những cái vướng mắc của anh em. Mặc dù là có thể nói rằng là anh em mình cũng chẳng làm gì cả, nhưng anh tin chắc là nhất là đây là tiếng nói của những anh em trong Hoa Lan mong muốn là cái bầu trời trong sáng, không có sân si, không có gì cả, và giải quyết với nhau bằng tâm bằng tình, là người này nhìn với góc độ người kia, người kia nhìn góc độ này, người chủ giống như kiểu một cửa hàng, một tạp hóa thì lại nhìn với khách hàng của mình, và khách hàng của mình lại cảm thông với những siêu thị của mình khi mà đã giao dịch với nhau. Thì anh nghĩ là chúng ta đều nhìn với nhau với một cái góc độ cảm thông với nhau thì chắc chắn là mọi điều sẽ giải quyết êm thấm nhất. Và cũng mong muốn là em sẽ giới thiệu anh tiếp là cái vườn lan bên kia. Rồi em sẽ mời mọi người sang bên vườn lan VIP của em. Ok. Dạ. Cảm ơn anh Nam Nguyễn, cảm ơn anh Tự Tài Lập, cảm ơn anh Hưng Quan Sai, cảm ơn anh Trương Công Danh đang theo dõi livestream của Duy Trương. Và mong các anh chị là chia sẻ với cái những tâm huyết, những cái tình cảm và những cái năng lượng thực sự rất tích cực của vườn lan Tuyến Pháp ngày hôm nay. Và đúng là chỉ có Hoa Lan mới gắn kết với đem lại cho anh em chúng ta những cái tình cảm vô cùng lớn lao, những cái mối quan hệ thực sự là tuyệt vời, mọi người ạ. Quãng đường hơi xa và chắc là qua đây thì wifi sẽ kém đi, và thì nữa thì Trương lại tiếp tục live stream, giả sử nếu mà nó mất sóng thì mọi người lại vào tiếp ạ. Khu đất này rất rộng mọi người ạ. Có thật đây. Rất là giống rộng. Đất này là lan hết đấy. Ui khủng khiếp thật. Đất này là hai anh em mua là lan hết ra đây. Mảnh đất này diện tích bao nhiêu, khoảng bao nhiêu mét vuông em? Hơn 13.000 mét vuông anh ạ. Mà đây là chắc chắn là tiền của em tất cả tiền của mình hết đây. Là mua hết rồi. Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Em chào anh Quang Thành Ngô, chào anh Đỗ Chiến, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đây là bạn em chào cả nhà nhá, vui anh chào cả nhà nhá. Chào anh ngày hôm nay như là đi đi chốt được mấy ô tô xe? Vui anh cũng vừa đi mua được một số ở trên Hòa Bình cả nhà nhá. Vui anh thì là một người này chuẩn bị ấm lại rồi. Một người luôn luôn năng lượng, luôn luôn nhiệt huyết và đúng như cái tuổi của Giáp Tý chúng tôi mọi người ạ. Và có thể nói rằng là Vũ Hạnh ngày nào gần như cũng đi nhập cây, cũng đi mua cây. Và cũng mong muốn anh chị em cũng như những người bạn của chúng tôi. Và mỗi người như vậy thì cũng là chính là trong lúc khó khăn nhất này là Vũ Hạnh đang là người đang làm thị trường rất tốt, đang là người lan tỏa năng lượng tích cực và xây dựng thị trường rất tốt. Và cũng mong muốn là ai cũng vậy.
cái lúc này là lúc có một chút khó khăn, nhưng mà vượt qua lúc này cũng giống như là một vượt qua được cái khúc cua, thì ai vượt qua khúc cua thì ở là người ở lại sẽ là người chiến thắng. Những tác phẩm này, những cái tác phẩm như này chắc phải mất tầm khoảng 5-6 năm. Vâng. Mọi người nhìn xem này, không gian vườn giàn cực kỳ đẹp mọi người ạ. Đây đều được sơn tất cả bằng sơn màu xanh. Đây là một dãy kiếm, những chậu kiếm rất là đẹp mọi người ạ. Chắc ở trong lồng kia là một khu VIP hơn tất cả. Ở đây thì chính Sơn xin phép được lướt qua đây xem là những cái sản phẩm gì đây. Đây là chậu bạch tuyết mọi người ạ. Ôi trời ơi, mọi người xem mầm nối chi chít. Đây chắc là cũng là cây bình. Đây bạch tuyết đấy ạ. Bạch tuyết. Đây là bạch tuyết. Đấy, tức là đây là vườn cao cấp. Vườn này là cây thấp nhất là cây xòe mọi người ạ. Đúng rồi. Còn em đây giới thiệu qua với những cái sản phẩm đây. Cái lan của em hay là cái chủ đạo vườn em là Ngọc Xuân Cước và Bảo Duy, Bạch Tuyết. Đây là Ngọc Xuân Cước đây. Mọi người có muốn sưu tầm những cái sản phẩm này Ngọc thì Xuân Cước. Tôi cũng trình dương biết rằng là vườn lan Tuấn Pháp lâu lắm cũng chẳng có điều gì, nhưng đây mà Ngọc Xuân Cước đây. Nhưng mà đây là một địa chỉ cực kỳ tin cậy. Đây là để anh em giao lưu những vật phẩm quý. Long Khánh đây mọi người ơi. Đấy, ngày trước em mua bao tiền? 2 tỷ 6 anh ạ. Cái chậu Long Khánh này là bọn em mua của anh Định. Anh vườn em và vườn anh Thành mua anh Định là giao dịch bằng thật nhá. Lâu chưa? Cái cách đây đúng ngày 27 tháng 7 đấy anh. Đây. Thế cũng mới rồi đúng không? Mới đây là 27 tháng 7 đấy, là mua 2 tỷ 6 đấy. Thực ra nếu ngày trước là cái này thì ngày trước thì nó nhiều tiền lắm, nó tính rằng đôi trăm tỷ chứ anh nhỉ. Đúng không? Nếu mà ngày xưa thì mình đúng là mình không có cơ hội sờ vào. Bây giờ cơ hội mà. Bây giờ mới sờ mà vào. Anh nghĩ là nếu mà cái cây này thực ra là một vẻ đẹp của nó thì chắc là trong đây là cái đây là người đẹp không tên mua của em Hải Hà, lúc mua là 180 triệu được hơn 40 xăng mà nuôi được gần mét rồi đây. Quá đẹp. Mét 2 rồi. Anh nghĩ là làm sao? Này. Quá đẹp. Cây này nhân kỳ thì không vào lỗ. Và chắc chắn chỉ có lãi mà lên sang năm sau. Chậu lãi Bảo Duy. Bảo Duy. Kể cả thời điểm đấy là 180 triệu. Đây. Anh chưa đây, nói đến thời điểm bây giờ. Ngọc Xuân Cước với Bảo Duy của em hết đây. Đây toàn Bảo Duy hết, chậu mẹ đây. Đây là Ngọc Xuân Cước này. Ngọc Xuân Cước này. Những cái cây về năm anh trắng, mũi trắng Hòa Bình phải nói là rất khỏe, đẹp. Ủa? Bảo Duy đây. Bảo Duy. Kỳ trên thân, tự phun ra. Mầm lên đẹp quá, cái chậu này mầm lên đẹp nè. Đây Bảo Duy đây. Ngọc Xuân Cước đây là Bảo Duy. Đây Ngọc Xuân Cước. Đây là Thảo Chi. Bảo Duy ạ. Bên cạnh những cái cây lan quốc dân, mọi người nhìn xem là đây là những cây lan mà có thể từ tuyến trung trở lên và đều được chăm sóc rất là tốt, có thể nói là thấy là tâm huyết cũng như là cái tình yêu hoa lan của anh em, anh Tuyến và em Phát. Ông Trọng Bảo Duy này đấy. Không thèm nói chuyện luôn đấy. Bạch Tuyết đây. Đây Bạch Tuyết này à? Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đây. Cái này mà Bạch Tuyết đây. Đây còn bạch tuyết, nhiều bạch tuyết đây. Đây là đây là xoài phấn đúng không? Xoài, đây là xoài hết đấy. Vâng. Cây chỉnh như đây, Hồng Đại Phát. À, như anh Hiển cũng có cái này sao nhỉ? Có. Vâng. Đây là Á Hậu à? Đây cũng vào đây. Đây mà đây là hậu khỏe thật anh ạ, ở hậu khỏe đúng là dòng đặc trưng của Hòa Bình, em cũng rất thích cái này. Thầy hôm qua đây cái này của hậu em biết là anh thích nhiều trong năm 20 là rồi. Đây em xin phép được nói chuyện với anh Tuyến tí, mặc dù anh Tuyến là ít khi nói chuyện trong livestream lắm mọi người ạ. Anh Tuyến là người chăm sóc chính cây ở vườn ở đây và phụ trách cơ sở này và ít khi có mặt trên truyền thông, nhưng mà phải nói là một người anh gương mẫu và kể cả trong những khó khăn nhất cũng chẳng luôn luôn đi đầu và giữ cây rất là tốt. Và mọi người nhìn xem, tức là cái công sức cũng như cái tình cảm anh dành cho cây lan, và mặc dù anh rất là nhiều ngành nghề như em Tuyến, em Pháp là người em của anh Tuyến,
và bây giờ em cũng mong muốn là anh cũng tâm sự với anh chị em để tiếp thêm những ngọn lửa, những niềm tin cho anh chị em Hoa Lan trong buổi tối nay. Em xin chào tất cả anh em yêu Hoa Lan trên cả nước và những người anh em, người bạn của Chính Trương đang live stream. Vâng. Em là Tuyến ở Vườn Lan Tuyến Pháp, hôm nay rất vinh dự được đón tiếp em Chính Trương với anh Hiền với cả em Hạnh. Nói chung là cái em thì vào Lan từ tháng 7 năm 2020 đến bây giờ cũng được gần 3 năm rồi. Vâng. Nhưng mà nói thật là em làm rất là nhiều ngành nghề buôn bán trước khi vào Lan. Thì em nói thật là cũng không phải nói cái gì để mà bảo là mình làm mà mình nói đâu. Các anh chị cứ nhìn cái Vườn Lan của em là anh chị biết là cái tâm huyết của anh em bọn em. Bọn em xác định làm người Lan này, đâm ra là bọn em cũng không có gì để mà sợ, không có gì để mà trong đầu nói là bảo phải thế này thì khác. Nhưng mà nói chung là cái tâm huyết của mình là xác định vào cái ngành nghề rồi thì bọn em sẽ làm đến nói chung là đến giây phút cuối cùng, cũng như là em hạ cà chua trên Lạng Sơn ấy, em từng nói rồi, đã thích rồi thì phải làm là mình phải tin tưởng vào cái ngành nghề của mình thôi, tại vì ngành nghề gì cũng thế, cũng phải có vất vả. Vâng. Chứ không phải là ngành nghề gì tự nhiên là mình có được. Vâng. Đấy, bất kể cả buôn bán nhiều ngành nghề cũng nhiều thị phi, nhưng mà quan trọng biết con người mình có cái lập trường nó phải chỉnh chu, nói phải đúng đắn, mà mình làm mình phát huy được để anh em người ta nhìn vào, người ta tin tưởng là cái điều quan trọng nhất. Em chẳng biết nói gì, tại vì là nói thật là nên nó nói nó cũng bối rối không biết gì, thì chỉ biết là thôi chúc anh em là đã làm nghề rồi thì tự tin lên, cũng như là em với Pháp cũng thế thôi, cũng như là em Chính Trương thì nói chung là một người em rất là tâm huyết với thị trường. Để cầu mong cho em, chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe để anh em mình cùng nhau phát triển cái cây Lan một ngày càng vững mạnh hơn. Với cái tình yêu, cái niềm đam mê và cái sự kết nối của anh em mình cũng như rất nhiều anh em trong Nam, ngoài Bắc, miền Trung cũng vậy. Với những năng lượng tích cực mà đấy, em biết rồi, hôm nay em lên đây là sẽ nhận được những cái tình cảm vô cùng lớn và niềm tin trong em cũng lại lớn hơn nữa. Em nói thật sự. Ví dụ vào anh Tùng là đã anh tiếp thêm cho em rất nhiều năng lượng. Gặp cả anh Vinh, gặp cả Lợi. Và đặc biệt là ra đây thì ở phía Bắc đây thì ngoài những người bạn, những người anh em trước đây thì em biết là khi gặp anh và em Pháp là gần như cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Và cái tình yêu Hoa Lan vô cùng lớn dành cho Hoa Lan, thì em cũng rất mong muốn anh em mình càng ngày càng gần nhau hơn nữa, càng sát cánh hơn nữa. Và sát cánh với kể cả những người khách hàng cuối cùng Hoa Lan. Mặc dù em biết là anh và Pháp khi mà vào là lúc giai đoạn mà nóng bỏng nhất thị trường từ năm 2020 đến nay thì cũng gần như cũng chưa bán được, giao lưu được gì nhiều, và cũng gần như bỏ ra là nhiều hơn. Và những anh xây dựng từ tuyến dưới trở lên, kể cả những tuyến quốc dân mà em cũng đang biết là anh, xu hướng của anh cũng làm hoa để Tết và để làm những cái cây giống như tác phẩm để triển lãm Hoa Lan, cũng như là để đưa cho đến tay người chơi cuối cùng, thì cũng mong muốn là em cũng đang cùng tất cả các anh em cả nước, và trong chuyến tàu này thì có anh nữa là người phát động những cái việc mà xây dựng thị trường, đặc biệt là xây dựng thị trường quốc dân anh ạ. Thì em cũng đã như anh em mình nói chuyện từ hôm trước, đó là em nghĩ là cái hướng đi từ dưới lên trên thì sẽ kéo được tất cả những anh chị em quốc dân, mà đấy chính là cái cánh cửa để người anh chị em mới vào vực lại niềm tin người cũ. Và khi anh chị em bán đi những sản phẩm quốc dân nhất thì lại mua lên cái tuyến trên dần dần, bởi vì giống như bộ sưu tập, như là xe hoặc là đồ cổ, không ai có thể là chơi mãi những cái món mà mình đã có nhiều. Và cái lượng tiền đổ ra vào, ví dụ bây giờ vào quốc dân thì nó cũng rất rẻ anh ạ. Đúng rồi. Và chúng ta lại có thêm một cái hướng mới, đó là sẽ làm tác phẩm hoa Tết và những ngày lễ, thì em cũng mong anh cùng các anh em nghĩ là tiếng nói của anh và cái tình cảm của anh, cái sự tâm huyết của anh là đây, anh Nguyễn Hồ Phúc Vinh đang chào anh ạ. Anh chào Phúc Vinh nhá, chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe nhá, anh em cùng kết hợp nhé em nhá. Đấy, anh Phúc Nam một nhà. Đấy, vâng ạ, anh Hồ Phúc Vinh, rất nhiều anh chị em và bạn Hiệp 3G này cũng đang chào anh và chào em nhá, chào tất cả anh em. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều, em cảm ơn anh Vinh ạ. Và cuối tuần này em sẽ lại vào tiếp cùng anh, và cũng mong muốn là cái sự cái lời trước đây em đề nghị, và hôm nay em cũng đề nghị với nói chuyện với cả anh Tuyến, để mong là anh em chúng ta để giải quyết tất cả những cái câu chuyện mà đang còn tồn tại của Hoa Lan, để Bắc Nam vui một nhà anh ạ. Thì anh ơi, xin phép
Anh giới thiệu thêm, em biết anh rất thích cây hồng xòe phấn. Anh giới thiệu em một cái, à trong này chút đi. Đây. Cái khu VIP này như nào mà phải đây nói. Đây là khu này là toàn xòe này. Vâng. Xòe mấy cả áo hậu. Vâng. Mấy cả bạch tuyết. Vâng ạ. Là những kia cắt khúc công kia từ đầu năm đây. Vâng. Đây kia của mình thì cũng chỉ được như thế này thôi. Quá đẹp rồi anh ạ. Nói chung là từ cây quốc dân đến Phú Thọ HO là anh vẫn, em sang vườn thì vườn em biết anh vẫn chăm chỉ như các cây VIP luôn bình thường. Quá không sạch phải đẹp. Là không, phải là cây này anh bỏ đúng, bia đúng. Cây đâu không có đâu. Đúng em biết. Em sang vườn em nhìn đấy nó ngăn nắp tất cả anh em thợ thiết các thứ. Vẫn như mã hàng nào anh có rồi. Đấy. Em nhìn đây những kia hậu của anh cắt khúc đây. Vâng ạ. Đặc trưng của Hồng Hòa Bình nó là á hậu là Yên Thủy, Bồng Lai. Bồng Lai thì anh cũng có như cũng có. Bồng Lai có, nói chung là loại hồng thì hồng nào anh muốn hồng thì anh có một ít. Anh xin phép em xin phép được giới thiệu với mọi người là anh Tuyến Pháp và Lan Tuyến Pháp là hai anh em ruột, và cái niềm đam mê thì nếu mà anh chị em mà chơi trước thì biết là anh Tấn Phong là anh trai con nhà bác của hai anh em, và đấy là một người anh em cảm nhận đối với em như là một người thầy. Và anh Tấn Phong là dìu dắt bạn em là Lưu Minh Vượng, cũng như là đấy là bạn thân của em, và em cũng luôn luôn trong cái tình cảm trong lòng là như tình cảm anh em trong một nhà, và luôn tôn kính những người đi trước. Anh anh Tấn Phong là có thể nói nếu mà trong giới chơi địa và chơi trước thì gần như là một người có thể nói đã được mệnh danh là thần đồng Hoa Lan. Và chính cái niềm yêu Hoa Lan đấy, là hai anh đã bước vào cái niềm đam mê cùng nối tiếp vào thị trường Hoa Lan. Tất nhiên là trong những năm tháng trước đây thì mỗi người có một cái cách đi thị trường khác nhau, và bây giờ anh lại là người phát triển theo cái xu hướng mới của Hoa Lan Việt Nam. Và em cũng rất mong muốn là Anh em mình thì càng ngày càng gần hơn nữa để cùng xây dựng những cái để kéo con tàu ở phía Bắc anh ạ. Ok. Vâng. Rất là cảm ơn em một người rất là tâm huyết đấy thực sự. Em xin phép được cùng anh đi ra cái tuyến dưới kia. Em xin phép để giới thiệu với mọi người là các anh gần như là vườn lan của anh Tuyến Pháp thì cây gì cũng có, và đặc biệt là anh Tuyến là rất yêu cây hồng xòe phấn. Đúng rồi. Đúng ạ. Vườn xòe phấn là ngày như đầu tiểu tiên ấy, anh vào chơi lan là anh là thích cái bông xòe rồi. Vâng. Tại vì cái gam màu của nó rất là đặc trưng mà rất là đẹp. Vâng ạ. Đấy đâm ra là anh thích là nói chung là vườn mình là nhiều có xòe nhân giống ra là từ những cái kiếc các thứ này hiện tại bây giờ là vẫn chăm sóc các thứ đều đặt. Đây mời mọi người ra đây xem cái cây xòe nái của mình đây. Đây. Mời anh đi chơi. Đây. Ui thôi. To đẹp quá anh ạ. Đây. Mọi người xem khủng khiếp chưa? Ôi trời ơi. Không muốn lớn bỏ. Đây. Đây không nhưng mà bảo anh Tuyến để cho 10 cây Bảo Duy này mà anh không bán cả nhà. Bây giờ Bảo Duy sưu tầm thì quá hay gì nữa. Nhưng mà thực ra vừa rồi em cũng rất là muốn chia sẻ những cái kiểu này cây mẹ đấy nhá, anh không nói sai một tí nào luôn. Vâng. Anh cắt ra là nó là tháng 7 năm mùng 6 âm, tháng 6 âm. Vâng. Mùng 1 là vào trong Chu Tân Lợi là lúc đi mua một cái kỳ 10 sen này là 3.2 tỷ. Em chào chị Thảo Hải ạ. Và anh chào tất cả mọi người ra kỳ ra đây được mấy chậu kia. Chào tất cả các anh chị em đang xem live stream của em Chính Dương ạ. Bán được một cái mầm gốc ra thì thu được gốc rồi, còn lúc là cây mẹ giả là 50 tỷ không bán đấy, mang về làm nhân ra kia này. À, anh ơi em hỏi một câu này. Anh có tin rằng là những cái lịch sử đấy trở lại không? Anh rất là mong muốn để cho cái lòng tin của những người mới và những anh em đang nuôi trồng. Nhưng mà anh không mơ ước là như năm 20 hoặc là cuối năm 20 đầu năm 21. Vâng. Nhưng mà anh chỉ nên giá để thế nào để cho anh em cùng nhau để mà phát triển được mà cây lan của mình ngày càng số đứng ở xã hội. Vâng ạ. Như ở trong đất nước Việt Nam. Đúng anh ạ, thứ nhất là đây chính là cái ngành nghề của mình. Đúng rồi. Và hoa lan trở lại rực rỡ thì cái vị thế của anh em mình sẽ là những người doanh nhân trong thị trường hoa lan. Và thị trường hoa lan sẽ giống như là một cái thị trường dòng tiền. Ngoài thị trường hàng hóa các cây hoa ra. Và đương nhiên là lúc bấy giờ
cái giá trị của Hoàng Lan sẽ rất lớn. Và em thì em mình nghĩ này, nếu anh em mình tập trung xây dựng tuyến thấp, giống như cái đáy của một ngôi nhà, càng vững càng rộng bao nhiêu thì cái nóc nhà sẽ càng cao bấy nhiêu và mà không bao giờ sự sụp đổ nữa, càng chắc. Và đương nhiên điều đó là điều hoàn toàn trở thành sự thực, và em đã sống, em đã cống hiến và gần như là em đã đi bấy nhiêu năm tháng trong thị trường Hoàng Lan, em rất hiểu anh ạ. Nên em tin chắc rằng bây giờ vì sao trong live stream của em chưa dám chia sẻ nhiều những cái cây như cây Bảo Duy, mặc dù em biết là có khi là mọi người ủng hộ ngay bởi vì ai cũng muốn sưu tầm nói chung, nhưng mà live stream của em lại từ những cây quốc dân nhất, em đang muốn xây dựng cái tuyến thấp nhất anh ạ. Nên mong là anh cũng hiểu em và tất cả anh chị em yêu Lan cả nước cũng hiểu tâm tư của em Chính Trương cũng như là của anh Tuyến, là đang muốn là cùng tất cả anh em và kể cả những người mà quốc dân nhất để chúng ta cùng vào cuộc. Và đó cũng chính là những người mà đã mở, là chính là cái cánh cửa để đưa tất cả người mới vào Hoa Lan Việt Nam anh ạ. Và anh ơi, nhìn những cái tác phẩm Mộng Xoài Phấn này quá đẹp, và em cũng muốn giao lưu một vài cái chọn tác phẩm để, nó là cái kỷ niệm, nó dấu ấn. Chứ còn thực ra em biết là anh chẳng có bán, và thậm chí là mua thêm, và những anh vừa nói là anh em mình phải mua thêm. Nhưng mà thực ra là này, anh cương vị là một người đang thua cũng chẳng phải thắng. Và nhưng ngược lại là cái đấy mọi người thấy không, nhưng ngược lại là gần như không bán. Thế nên là cái lời kêu gọi của anh cũng như em Pháp, đó là đặc biệt là các anh chị em vườn lớn, những người mà đã thành công, và hiện tại thì bây giờ kẻ chẳng may vườn lớn và nhỏ gì cả, là anh chị em đã có thành quả, là hãy cố gắng là mọi người là những cánh chim đầu đàn thì hãy thắp lên ngọn lửa và đi cùng anh em, anh Tuyến, em Pháp và em nữa. Và em xin phép được giao lưu với anh một hai chậu tác phẩm đi anh ạ. Thì okay, cũng mong muốn rồi đi, xong rồi tí rồi xuống rồi đây, anh rồi. Em mình uống rượu, anh với anh em mình uống rượu rồi ấy. Không, cứ để cho em giao lưu vài chậu cho vui. Mấy khi em lên đây đâu, ra này em rất muốn lên thăm anh nhiều, nhưng mà không phải là lúc nào em cũng có thời gian, mà ví dụ cuối tuần này em lại vào trong Nam này, xong bắt đầu là trong Nam lại ra ngoài Bắc liên tục. Và em cũng đang có cái lời mà muốn với anh Thanh Tùng là em sẽ đi cùng anh đấy để cùng anh đấy để sắp lên cái ngọn lửa, không những ở ngoài Bắc mà trong Nam. Thì thôi, những giao lưu em một vài chậu thôi coi đi coi cầm tí xuống, mai sẽ xuống sau, tí sách xuống sau. Vâng, anh em mình xuống uống rượu đó, em cứ để đây, em cứ che lên đi anh em. Vâng, mình xuống ăn cơm. Dạ vâng, rượu với nhau thì vâng, em muốn là giao lưu rượu đấy, không phải là okay, trước okay, mọi người okay, okay, em trước này nói là anh rất cảm ơn cũng em muốn là thực sự em rất là yêu cái cây Hồng Xoài Phấn này ạ. Nó là vẻ đẹp rất riêng biệt và nó là quốc dân, vì sao nó có từ khá lâu. Bây giờ cái mong muốn lớn nhất của anh cũng như là mọi anh em yêu Lan chân chính cả nước ấy, vâng, là cùng muốn là đồng lòng là anh em ba miền Bắc Trung Nam, vâng ạ, là cùng nhau anh em mình có một cái chí hướng là cùng đồng lòng, vâng, phát triển cây Lan, vâng, để thế nào cho người mới chơi hoặc là người đang chơi, vâng, hoặc người ta đang tìm hiểu, vâng, vào người ta tin tưởng vào thị trường hoa Lan, vâng, thì anh em mình mới bền vững để phát triển được. Đúng rồi ạ. Đấy, nhưng mình không thể nào như là nói chung là làm cái ngành nghề gì thì ai cũng muốn là cây nó lên cao để mình kiếm được nhiều tiền. Vâng. Nhưng mà nhiều quá thì có thể là nhiều lúc các anh chơi mới vào chơi người ta sẽ bị ảnh hưởng. Vâng ạ. Ảnh hưởng cái tâm lý rất là nặng nề. Vâng ạ. Đây là bây giờ mình mong muốn lớn nhất của mình là thôi được kết hợp tất cả anh em Bắc Trung Nam, là anh em mình cùng đồng lòng và phát triển cây Lan để thế nào để một cái bước đệm đà thật vững chắc, vâng, để cho những người sau người ta nhìn vào, người ta sẽ làm ngành nghề của nuôi trồng hoa Lan Việt Nam ngày càng phát triển. Vâng ạ. Đó chính là cái nghề nông nghiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Mà em quan sát thấy nghe đặc biệt ở phía Bắc thì ít, nhưng phía Nam rất nhiều những đúng cái rồi. Cây mà gọi cây phong thủy bình thường thôi, người ta chơi xong người ta bỏ. Đúng rồi. Và thậm chí là đặc biệt là dịp Tết, anh em mình người dân Việt Nam mình bỏ tiền rất nhiều các cái cây lan, ví dụ như Hồ Điệp là cơ bản xuất phát từ nước ngoài. Đúng rồi. Và rất nhiều cây lan khác của nước ngoài mà chơi xong một lần xong bỏ luôn hoa. Đúng rồi. Mà thậm chí là những cái chậu lan là mấy chục triệu cơ. Ừ. Thậm chí là 100 triệu. Thì bây giờ em nghĩ là cây Phú Thọ của mình, một số cây hồng như Xoài Phấn này thì nó hơi xa xỉ quá. Thì khi mà làm được những tác phẩm đấy mà em đến, là chắc chắn mà làm được rồi anh ạ. Mà mình có thể là mình phát triển, là có thể chơi hoa tiết xong mình lại nuôi trồng xong. Đúng rồi ạ. Vẫn có hoa chơi cơ mà. Vẫn nhân giống, vẫn có hoa chơi. Có hoa chơi cơ mà. Và đấy, em nghĩ đấy là cái điều mà anh em... Đi, thôi anh em mình vừa đi vừa nói chuyện, ông ngồi chạy xuống để ăn cơm. Vâng, em cảm ơn anh. Bạn ơi, bạn ơi, để tao lưu có mấy chậu xe.
tôi bảo rồi thôi, tí nữa lên đây kiểu gì cũng phải bê được mấy chậu về. Không thôi, bạn vào bạn cứ ôm rồi mấy chậu đẹp đẹp vào đây, xong tí nữa là để nó đi bọn em mình cứ tí nữa đợi. Rồi cứ ôm xuống đi đã. Cứ cho xuống. Anh bảo thế này nhá. Con công rượu đã. Ôi uống rượu nữa sau lại không về được. Không đâu. Tí nữa thì anh có. Rượu say thì mới được về cây. Rượu say uống rượu mới được về cây. Thế nhưng bọn em thì nhanh say. Nếu mà các em không uống rượu mà anh nhiều là em mua giả. Không được cây bây giờ phải bắt uống rượu nhiều. Uống rượu nhiều thì mua được cây nhiều. Đây vẫn có nhập thêm dư nét đây để về làm giống nữa à, thiếu giống vẫn mua mà. Đúng ạ. Có phải nó nói sai đâu. Đây đây là cây hồng gì đấy anh, đến đây nhầm cũng là hồng. À đúng rồi, đại quyền giáo anh ngày xưa cũng cao lắm luôn. 5 tỷ đây. Vâng. Em biết rồi. Cây này cũng rất đẹp anh ạ. Lúc mua 5 tỷ một cây này có bán được cái gì đâu. Chưa, hình nhân giống đi anh ạ. Đấy, nhân giống đấy mà anh, nhân giống đấy mà. Cây này em cũng thích, rất đẹp anh ạ. Vâng. Cái này nó đi chắc rồi. Nó chắc rồi xong nó đi này. Vừa đi vừa để này. Những cái cây Sơn La phải nói thân thủ cực kỳ khỏe mà hoa vừa đi vừa để đấy. Mọi người nhìn thấy anh em tôi thực sự mua thật lòng. Nhưng mà lấy chủ cây như này không biết là tí nữa này uống rượu xong có giữ lời hay không. Quá đẹp luôn, nếu mà đúng là như này thì ai chẳng muốn mua. Ôi, thật sự là thế. Em Pháp chào anh em tí nhé, để là chào mọi người em nhé. Mình sẽ kết thúc livestream. Ok, em cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn người anh chào tất cả mọi người, chào anh em yêu lan toàn quốc. Bắt tay anh đây là cũng mong muốn là những cái gì tâm sự rồi, với anh và... cũng chỉ mong làm sao anh em lan của cả nước ai cũng tâm huyết như chú Chính đây thì không. Thị trường em là một cái nhén nhỏ thôi, là không sợ ai cũng được như em thì thị trường lan này luôn luôn tỏa sáng và phát triển. Em cũng mong muốn là được mọi người ủng hộ và những cái dự định của em thì em luôn luôn là nhìn với góc độ là từ dưới, từ thứ nhất là em là người rất là thấp bé và cũng mong muốn là những lời nói của những anh em quốc dân nhất chứ không phải là lời nói của một ai cả, và để mong muốn là các anh chị em cảm thông với những người mà thậm chí là chơi quốc dân nhất để chúng ta cùng làm thị trường, cùng xây dựng thị trường em. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn luôn hy vọng nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ. Chị Dương xin phép được chào anh em để xuống live stream để tiếp tục giao lưu với Vân Lan Tuyến Pháp một ngày rất là ý nghĩa mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ, xin phép được xuống live. Và chị Dương xin phép được hẹn mọi người trong live stream buổi tối ngày mai mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Buổi tối ngày mai 20 giờ, chị Dương xin phép được giao lưu mọi người.